Xin chào mọi người, tôi là Thành Lộc. Chuyện là như thế này, cách đây ít ngày thì tôi có gặp lại một số những người bạn cũ của mình. Thì nhiều bạn bè hỏi tôi là sao lần này thấy Lộc ẩn mình lâu quá vậy. Tôi nói tôi có ẩn mình gì đâu, tôi vẫn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, vẫn đi trình diễn kịch ở sân khấu IDCAP, đó là chuyện bình thường thôi mà. Nhiều bạn nói là không thấy Lộc xuất hiện trong một cái game truyền hình nào nữa, không xuất hiện, đúng ra là với cái phương tiện truyền thông đại chúng đó. Tôi mới nhớ là đúng rồi, quả thật là mình ít xuất hiện nhiều quá. Tôi đã quyết định không có xuất hiện nhiều trong các chương trình truyền hình game thực tế, để tôi muốn tập trung vào công việc chính của mình đó các bạn, để có cho mình những cái tác phẩm nghệ thuật thật sự có giá trị. Thế rồi bạn bè nhiều người cũng hỏi là như vậy Lộc có những cái ý định gì, có cái thông điệp gì cho tương lai hay không, 10 năm, 20 năm nữa chẳng hạn. Ồ, quả thật là điều này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Hoạch định cho mình một kế hoạch cho 1 năm, cho 2 năm thì đã là quá nhiều rồi. Nhưng mà khi các bạn bè mình đặt vấn đề là thế thì cho 5 năm, 10 năm nữa, không phải cho mình mà là cho thế hệ sau mình thì sao? Thì quả thật đây mới là điều tại sao chúng ta lại không nghĩ đến, đúng không các bạn? Và không phải chỉ có những người thuộc lĩnh vực nghệ thuật đâu. Tôi nghĩ đối với những người thuộc những lĩnh vực khác, ngành nghề khác, người ta cũng sẽ nghĩ cần phải làm một điều gì đó, một lời nhắn nhủ gì đó cho thế hệ sau mình. Chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của họ sao nhé. Đây là những người bạn mà tôi muốn được giới thiệu với mọi người. Những người bạn này sẽ gửi đến một cái thông điệp gì đó của mình với tất cả mọi người. Trong tương lai các bạn này sẽ là như thế nào? Thì cái điều mà tôi muốn nghệ sĩ là đàn em, đàn con, đàn cháu của mình hiểu rằng cho dù 5, 10 năm nữa chúng ta có là gì, chúng ta có thay đổi cái hoàn cảnh kinh tế của mình như thế nào, chúng ta đừng quên một điều là sự cư xử với nhau tử tế là một điều mà chúng ta cần phải gìn giữ. Đó là cái điều mà nó có một cái giá trị vĩnh cửu, mà tôi nghĩ là điều đó sẽ không bao giờ mất đi nếu như chúng ta không phải chỉ có 5, 10 năm mà rất nhiều năm sau nữa. Riêng bản thân em thì 5 năm nữa em đang hình dung ra mình sẽ có một gia đình như thế nào, mình sẽ gặp anh Thành Lộc và dắt theo ai. Yeah. Nhưng mà 5 năm nữa là cái người mà dắt theo khoảng mấy tuổi? Em cũng nghĩ là sẽ một lớn một nhỏ. Chúng ta chờ xem nha. Con mới xù. 5 năm nữa có xù không? Vẫn xù như thế. 5 năm nữa vẫn xù nhưng xù kiểu khác. Xù chỗ khác hả? Không, xù kiểu khác. Tất cả chúng ta ai cũng phải lớn lên. Nhưng mà cái điều mà mình xù mong muốn là bố mẹ hãy ngừng lớn lên đi, để cho mình có thể được chăm sóc và nuôi dưỡng lại bố mẹ giống như những gì mà bố mẹ đã làm với mình từ bé cho tới giờ. Nếu như mà mình muốn làm cái gì cho người mình yêu thương á thì nên làm liền đi. Đúng rồi. Đừng có đợi, biết đâu là khi mà mình không hứa hẹn không còn kịp nữa. Còn nói về thông điệp cho con mình đi thì sẽ muốn gửi thông điệp đến con em đó là con bước vô một cái toilet mà có rất là nhiều người như vậy thì con phải biết xếp hàng. Với em thì 5 năm nữa em vẫn sẽ làm tốt những công việc mà em đang làm, và song song bên cạnh đó em tìm kiếm cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc và viên mãn theo. Lấy chồng thì nói là lấy nhau đi. Là muốn lấy vợ nè, rồi lấy nhau đi. Thế Hoàng, 5 năm nữa bạn sẽ là gì? Dạ, thực ra 5 năm nữa vai trò của em là với nhà quản lý về cái sản xuất truyền thông thì em muốn hoàn thiện nó và trở thành một cái người có vị trí trong cái làng truyền thông. Còn Quang Đăng? Quang Đăng thì thật ra là Quang Đăng, tính Quang Đăng sống rất là vội, cho nên Quang Đăng không có nghĩ là mình sẽ set cho một cái mình 5 năm nữa đâu. Tiết tấu của dancer nó nhanh lắm. Sắp tới Quang Đăng cũng mở một công ty riêng về nhảy múa và truyền cảm hứng cho những bạn nào yêu thích nhảy múa ở Việt Nam. Quang Đăng hy vọng là 2 năm nữa cái công ty mình sẽ lớn mạnh hơn nhiều. 5 năm nữa Tina sẽ làm gì? Ngoài ra cái việc mình làm diễn viên thì có thể là mình sẽ sản xuất phim luôn. Hy vọng là nó sẽ không gây thất vọng cho mọi người. Có một cái thông điệp này tôi muốn gửi đến cho những người cháu của tôi. Tôi luôn luôn đang tưởng tượng tới tàu điện ngầm của thành phố, mà tôi không biết là 5-10 năm nữa tôi có đi nổi cái chỗ đó hay không. Thì tôi muốn những người con, người cháu và những người bạn ở đây, những ai còn sức khỏe dẫn tôi đi tàu điện ngầm nhé. Giờ tới người trẻ lên tiếng nè. Người trẻ kìa. Người nhỏ nhất từ bây giờ. Thì có thể là 5 năm sau, 10 năm sau thì đó vẫn muốn tất cả chúng ta cũng ngồi lại như vậy. Từng này người nè, 5 năm sau cũng có thêm từng này người mà thêm nhiều người nữa. Nắm tay nhau đi tàu điện ngầm. Tôi rất là nôn cái vụ tàu điện ngầm lắm. Tại vì mình đi ra ngoài mình thấy tàu điện ngầm hay quá ha. Mình rất mong Việt Nam mình, cái người dân cũng có được những cái phương tiện đi lại như vậy. Thì 5 năm nữa cái điều đầu tiên em sẽ làm là sẽ quay lại đây, ngồi đợi xem có đầy đủ những cái gương mặt như ngày hôm nay như đã hứa không. 5 năm nữa tụi mình, bây giờ nếu chương trình này không thực hiện tụi mình cũng tụ tập lại nha. Dạ. Tàu điện ngầm mình quay hình. Tụi mình đi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm hình như là 2 năm là đã có rồi đó. 5 năm là cái tiếng nó rộng hơn.
Ai quan trọng lúc đó là không, mọi người sẽ không đi một mình mà có thêm một người nữa. Đó, trong vòng 5 năm đó ai có chồng, ai có vợ rồi tôi cũng phải xin phép chồng, xin phép vợ cho gặp nhau ở đây. Không được ghen tuông. Thưa quý vị và các bạn, đó, tất cả chúng tôi những người ngồi ở đây ai cũng có những dự định cho mình, những ước mơ mà mình sẽ thực hiện trong 5 năm tới, và đồng thời mỗi người cũng có một cái thông điệp gửi đến cho những người thân của mình, những người bạn của mình, những người con, người cháu của mình. Thế còn quý vị và các bạn thì sao? Hãy lưu lại những ước mơ, những hoài bão và cả thông điệp của mình gửi cho ai đó mà các bạn muốn lưu lại. Và sau một thời gian mà mình muốn sẽ kiểm tra để nó xem chúng ta sẽ thực hiện tới đâu, đã làm được gì. Chúc tất cả quý vị và các bạn hạnh phúc và thành công trong những dự tính của mình. Xin chào mọi người.